Mến chào cả nhà và rất vui khi các bạn ghé lại kênh của Thảo. Video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ lại cái bữa mình đi tàu em Lai Can nha cả nhà. Đây là em Sea Life Fly High Roll. Lai Can thì có rất là nhiều giá, còn em này thì cái tầm giá cũng hơi chung chung. Tại mình chỉ mới tập tành cho nên là sẽ tàu em này nha cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ nhờ mấy em nhân viên tư vấn cho mình. Nếu mình ưng thì sẽ nhờ các em chỉ dẫn cho mình điều khiển luôn. Bộ Lai Can này thì họ đặt cho một cái túi giống như túi du lịch loại nhỏ nhỏ. Từng thiết bị được đặt trong cái ô vừa vặn của nó. Như vậy là đem đi đâu cũng rất là tiện. Thầy đã gắn vô. Đúng rồi. Chị không chồng thầy nhớ thì em thấy nó quay vẫn được nha. Quay thì nó vẫn đưa cho mình chất lượng 720 đó. Còn chị muốn lấy video 4K thì chị phải được thầy nhớ vào ha. Sử dụng thẻ nhớ thì cái hình ảnh của mình nó sẽ đẹp hơn. Và ở đây thì nó có thẻ nhớ là 64GB hoặc là 128GB. Giá thẻ nhớ cũng có hai loại. Cuối cùng thì mình sẽ sử dụng cái loại 128GB và giá của nó là 590K. Thẻ nhớ cho cái Lycam nó vẫn cao hơn là thẻ nhớ của điện thoại nha cả nhà. Còn giá của Lycam này thì bao nhiêu? Điều đó thì mình sẽ nói sau nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ nói em chỉ dẫn cho mình cách điều khiển nha. Này lên tiếp lên đó. Mình dùng cái cổng này thì mình lấy cái điện thoại mình dùng cổng này ha. Cổng này thì lấy cái dây này nha. Còn nếu như mình dùng cổng khác thì mình sẽ lấy dây khác. Để có dây khác cho mình, dây iPhone này, dây Samsung đời cũ này. Điều khiển mình sẽ mở ra nha. Cái điện thoại của chị sẽ kẹp cái này. Kẹp cái đây. Cái điều khiển thì mình sẽ sạc pin ở này nha. Pin nó có 4 đèn này, mình sạc nó đứng hết 4 cái đèn là đầy pin ha. Còn cái lỗ này là lỗ để kết nối nha, không phải lỗ sạc nha. Cắm lỗ này là bị cháy điều khiển á. Để giùm em là sạc hết trên này nha. Cắm vô nha, được chưa? Pin mình lắp cho máy bay ha, pin lắp cho máy bay dưới đây. Cái máy bay thì nó sẽ có một cái nắp chụp bảo vệ camera, thì trước khi khởi động máy là chị phải tháo cái nắp này ra nha. Rồi. Em sẽ hướng dẫn tháo cái nắp này ra, nó hơi khó một xíu thôi. Bóp hai cái này nha, bóp mạnh vô. Hai cái chỗ để bóp hai bên này. Bóp mạnh vô rồi mình giật ra. Giật nhẹ nhẹ ra, vừa giật vừa lắc nhẹ nhẹ ra thôi nha, đừng có giật mạnh ra nha. Rồi. Bóp vô rồi nó lắc nhẹ ra thôi. Đó. Mình lấy nó ra ha. Ở đây nó có một cái siêu camera nha, về nhà mình lột xong nha. Ở đây thì em không có lột ha. Camera. Giật ra. Rồi. Tháo cái nắp này ra trước ha. Tháo nắp này ra rồi khởi động nha. Tại vì mình cái phần chống rung này thì bên em không bảo hành đó, nên mình phải để giùm em. Tại giờ khách quên tháo cái này nhiều quá. Cứ quên tháo tầm cỡ 2-3 lần là nó cháy cái động cơ chống rung này đó. Tại vì mình khởi máy lên, khởi động máy lên thì cái này nó sẽ chống rung, nó lắc qua lắc lại để chống rung á. Nên mình mà quên tháo là cái này nó sẽ bị cháy nè. Phải tháo ra. Đúng rồi, phải tháo ra rồi mới khởi động nha chị nha. Khởi động này bấm giữ nút nguồn này, nguồn này bấm giữ này. Đó, nó kêu rồi được ha. Tiếp cái này cũng bấm giữ nút nguồn này. Đó, nó kêu là được ha. Lên đèn. Đèn màu đỏ như vậy á, đèn màu đỏ này là hai cái thiết bị này chưa kết nối với nhau nha. Chị phải đợi một xíu, nó kết nối với nhau thì nó sẽ chuyển màu xanh lá như này. Rồi. Cắn cái nút gì. Cắn âm lượng. Đây này, kết nối rồi này ha. Mấy cái điện thoại Samsung thì mấy cái điện thoại Samsung để giùm em là cắm dây vào nha, cắm vào để nó có lên pin không nha. Nó hiện lên cái này đúng không, nó hiện lên một cái thông báo như vậy. Em này chị thấy cái thông báo không? Nó phải hiện lên cái thông báo như vậy mới được nha. Rồi mình bấm OK vô đây, bấm OK này, nó phải hiện lên cái thông báo như vậy mới kết nối Flycam được ha. Mà nó mà không hiện cái thông báo đúng không thì chị phải rút dây ra chị cắm lại nha, cắm rồi đợi một xíu cho nó hiện cái thông báo lên mới được. Rồi giờ em kích hoạt bảo hành máy lên nha. Cái bước này thì chỉ làm cái lúc đầu tiên thôi, tức là máy mới thì mới có cái bước này. Tay lên ha. Xong rồi bấm vô đây, Start Flying này, bắt đầu bay này.
khi mình muốn dùng. Mà kết nối máy thì nó đơn giản vậy thôi. Đấy, mình mở máy, app là mình xem được cái camera rồi đây này. Đấy. Rồi, trước khi bay flycam thì chị sẽ vào trong cái mục dấu ba chấm này này, một cái này, bấm vào đây. Đấy, vào trong này nha, gì rồi mình kéo xuống để mình cân bằng lại cái la bàn cho máy bay nha. Bấm vô đây, đầu tiên là bấm vô đây rồi bấm ok rồi nó sẽ tự nó chạy ra. Đó, nó báo thành công rồi này. Ok, tiếp rồi tới bấm vô đây rồi mình bấm vô chữ màu xanh này này, bấm vô đây. Đó, nó sẽ hiện một cái dòng như này, nó có bắt là mình làm theo hướng dẫn này, nó kêu mình cầm con máy xoay này đúng không, xoay này thì đây quay con máy này mình cầm lên xoay theo hướng dẫn đây, nó xoay ngang đúng không thì xoay này. Đấy, rồi xong rồi, xoay xong rồi nhìn lại trong này, nhìn lại trong cái điện thoại này. Nó sẽ kêu mình xoay dọc này. Thì để dọc theo cái điện thoại này. Đó, để dọc theo cái điện thoại này, mình xoay tiếp. Đấy, nó báo thành công rồi. Rồi mình bỏ xuống mặt phẳng nha. Rồi, vậy là xong đó, đó là trước khi bay nha. Còn mấy cái thông số này em sẽ cài mặc định cho mình đó. À, đây là độ cao tối đa này, độ cao tối đa thì cài bằng được 800m đi. Cái độ cao tự động trở về thì cài mặc định 660 thôi. Đấy, thì chủ yếu là trước khi bay thì mình chỉ vào trong cái dấu ba chấm này này, rồi kéo xuống cái mục dưới này. Đó, làm hai cái này thôi là được rồi. Rồi khi đó mình đem ra ngoài trời nha. Đem ra ngoài trời thì máy nó sẽ bắt cái định vị này. Cái định vị này thì đem ra ngoài trời đất rộng máy mới bắt được nha. Ở trong nhà hoặc là ở trên đầu của máy bay mà nó có máy che á, dưới tán cây này, dưới máy che này thì nó máy bay nó sẽ không bắt được nha. Tức là cái trên đầu của cái máy bay nó phải thoáng rộng thì nó mới bắt được cái định vị này nha. Có được cái định đấy, còn chơi xong thì mình tắt máy bình thường thôi. Máy này nãy bấm giữ để mở đúng không, thì giờ mình cũng bấm giữ để tắt thôi. Bấm giữ để tắt này, tắt rồi này. Tắt hết đèn này, đèn nó không nháy nữa được. Tắt hết đèn này nè. Thấy cái này cũng bấm giữ để tắt luôn. Tắt hết đèn là được. Dạ. Cảm ơn em. Mới đẩy cái nắp này vô nha. Tắt máy rồi mới đẩy này vô. Còn tháo ra rồi mới mở máy nha. Đẩy vô mình được. Mở ra bóp mạnh hai bên, lắc nhẹ nhẹ ra nha. Hơi cứng. Quên pin 3 để đâu. Ồ, học bài hả nó? Ủa, ba hả? Lỗ này, nhét hai cái này. Nhét cho đòi đẩy này cũng được. Dạ. Đừng cái đắp lại mặt luôn đó. Đúng rồi. Pin. Còn pin đó là lúc mà có tiền đúng không? Đó là xong rồi đấy chị. Dạ, dạ. Thì cái bước em hướng dẫn là chị về chị chịu khó chị trước khi bay là mình đều phải làm đầy đủ như em hướng dẫn luôn nha. Tại mình chỉ cần thiếu một bước thôi thì cái khả năng ổn định máy bay nó bay lên nó thấp thôi. Thì khó mình bỏ ra mấy giây mình làm thôi. Mình mới chơi thì nó tốn vài phút đi. Khi quen rồi thì nó chỉ tốn vài giây thôi. Rồi. Có thể này. Có thể rồi. Thì không còn quay đâu. Có chuyện nào, có chuyện nào. Gì vậy? Thắc mắc quá. Bà ngoại. Cô vô ở chảo đó. Không, đi lần sau mình còn ăn chảo, không đi lần sau mình đi. Cái này, quay ít của bông này. Cái gì? Bông này. À, cái gì vậy? Bay lên nhà cũng vậy. Bay lên trời đúng không? Bay lên trời. Một bộ của nó thì gồm có Leicam, rồi đây là tay điều khiển và thân pin. Dây này thì để cho mình gắn vào cái ba lô đeo cho tiện. Đây là bộ sạc cho cục pin, kèm thêm 4 cánh quạt ở dự phòng, có 3 sợi cáp của 3 hãng điện thoại khác nhau. Trong này thì có sách hướng dẫn và một tờ giấy mua hàng để bảo hành cho mình. Và đây là cái giá tiền mình mua nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi sạc cho đầy cục pin này nha cả nhà.
lắp cái bộ sạc này vào cái thân pin. Gỡ dây ra rồi bây giờ mình sẽ cắm vào sạc nha. Nó lên đèn đỏ và mình sẽ chờ xem là lúc nào nó sẽ đầy pin. Sạc xong pin thì mình sẽ sạc qua cái tay điều khiển này. Và sau gần 5 tiếng thì mình thấy là nó mới lên đèn xanh đó cả nhà. Bây giờ sẽ thử tập vợt những cái thao tác mà nó khởi động máy nha các bạn. Mình sẽ mở cái hàm để gắn điện thoại. Điện thoại thì mình cũng đã mở cái app lên rồi. Mình sẽ kết nối sợi cáp vào bên cái hông của điều khiển. Trước khi khởi động thì mình nhớ là sẽ mở cái nắp này ra. Tay em ra. Để nó kết nối. Khi mở lên hình như vậy là đúng rồi cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ ra ngoài tìm chỗ mảnh đất trống để tập bay nha các bạn. Mình sẽ đem ra đây giữa sân cho nó rộng rãi. Và đây là nhà thờ mùa Giáng sinh cho nên vẫn còn hang đá. Mới tập cho nên còn ngại. Em chưa dám bay cao đâu nha cả nhà. Lấy cam này thì còn rất là nhiều tính năng. Nhưng chắc là phải từ từ tập vợt thì mới ổn thôi các bạn. Và đây là lần khác. Có vẻ là nhỉnh hơn một chút nha các bạn. Đến đây thì Thảo xin tạm ngừng video của mình. Mến chúc mọi người sức khỏe, thành công và hạnh phúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.